Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là mình đi lên chơi nhà em trai của anh Xì nhá. Đấy. Hôm nay là có dịp vào đây nên là đi chơi. Vừa gặp em mua phở đó. Mua phở ngoài quán chỗ nhà anh Quyển kia, thì bây giờ lên nhà em chơi một tí. Đấy. Nhà trên này. Úi úi, cẩn thận nhá. Đường hơi dốc đấy nhờ. Họ đi đấy. À đây là nhà đây à? Vâng. Đấy, đây là nhà em trai anh Xì nhá, anh Xì trưởng thôn Đán Dầu ấy. Hôm nay gặp rất nhiều rồi nhưng mà hôm nay mới có dịp vào nhà đây. Mình quay tổng quan mặt trước cho mọi người xem nhá. Xin phép chủ nhà là quay đàng hoàng rồi. Không phải tự dưng cầm máy mà quay đâu. Đấy. Ôi dồi, nhà rộng thế. Mà lần vào đây nhiều rồi nhưng mà cũng chưa được vào nhà em mấy bao giờ. Tuy là gặp ở trên Đán Dầu, gặp ở đường là rất nhiều rồi. Rồi, quay xung quanh cho mọi người xem này. Tổng quan ngôi nhà này. Ở dưới này là vẫn có điều kiện hơn ở trên Đán Dầu. Trong này là bếp à? Vâng. Gian bên này là bếp. Ui, nhà nhiều lắm thóc đấy. Được mấy chục bao ấy? Hả? Vụ này được mấy chục bao không? Được gần 20 bao. 20 bao à? 20 bao là nhiều đấy chứ. Có ít đấy. Ui, nhà bếp cũng rộng này nhờ. Đấy, đây là nhà bếp nhá, để đồ đạc và các kiểu là để trong này hết này. Đây là cái xay ngô ấy. Máy xay ngô. Đấy, xay ngô bằng đá nhá. Cái này là thời trước người ta mới có thôi, đục đéo bằng thủ công nhá, mọi người nhá. Xay lên đây cho là hết ra đây này. Đấy, cái miệng này. Vâng, chào cô nhá. Em chào chị. Đằng sau này là chuồng lợn à? Vâng. Đằng sau là chuồng lợn. Đấy. Bên này là bếp nấu cám lợn này. Đun cám lợn ấy. Còn bếp nấu ăn là riêng ở bên kia nhá. Đằng sau là nguồn nước này. Giặt quần áo ở đây nhá. À đây chuồng lợn đây. Chuồng lợn nhà em đấy đây. Chuồng lợn với cả chuồng trâu bên kia. Chuồng lợn bên này. Ui nhà nhiều lợn đấy. 2, 4, 6, 7 con à. 7 con với cả 2 con bên này. Ui dồi ôi, nhiều, nhà nhiều lợn quá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con lợn. Ui dồi ôi, bên kia toàn lợn to này. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Mười ba con lợn. Bên này là chuồng trâu. Nhưng mà hình như là trâu thả ra đi ra ngoài ăn cỏ rồi. Ôi. Con này gầy, con này hơi gầy nhưng mà hai con này béo. Con này chắc nuôi con này là con nái. Con gầy này là con nái. Chắc vừa đẻ con xong. Đấy, đẻ con xong là tách ra đây nhá. Đấy, đây toàn lợn con này. Nhà em là rất là phát triển về cái khoản chăn nuôi. 13 con lợn. Anh. Vâng. Em xuống nhà anh Quyển. Thế xong lại bảo là lên đây chơi tí. Phải đi vào chơi mới biết chứ nhỉ. Đấy, hôm nay vào lần đầu tiên ấy. Thế nhà là có mấy con trâu? Nhà em có 4 con. 4 con trâu cả? À, 4 con trâu, 13 con lợn. Thế là giàu đấy. Bé rồi. 13 con đúng không? Đấy, anh đếm qua là 13 con. Còn mấy con được bé. Rồi để bán được mà. Thế mấy con lợn to kia có bán không? Không biết ông già có bán không, không biết được ạ. Bởi vì
bán hay không là tùy ông già đấy. Ông mới là người quyết định đúng không? Mình chỉ là người nuôi thôi. Phụ đấy. Ông đi đâu rồi? Đi chăn trâu. À, đi chăn trâu à? À thế đi đi chăn trâu từ sáng cả. Vâng. Để ra. Mất tiền này. Mẹ. Mấy cái này múc nhá. Đây nước trắng phải không? Chè loãng này thì uống được. Chè đặc là anh không uống, anh không uống nước chè đâu mà. Ít uống lắm. Uống nhưng mà uống nước chè đặc thì còn say mà. Chỉ có uống nước lọc thôi. Em thì nói chung là cũng nước chè thì cũng. Cháu mời cô uống nước nha. Anh uống nước anh ơi. Em uống nước. Loãng này là được. Sáng nay thì em đi làm gì? Sáng nay cũng đi làm đường cầu ấy mà. À làm cầu à? Sáng nay đông người không? Sáng nay cả bản đi. Cả bản đi cơ? 62 hộ ấy. Thế là 62 người, thế chả sáng nay là đủ xong sớm đấy đúng không? Sáng nay nói chung là cũng tích cực, nó xong sớm. Rùi giết đàng hoàng đấy chứ. Có. Đúng không? Có rùi à? Có máy rùi đấy phải không? Thế là quá đảm bảo rồi nhỉ? Cầu này không có rùi thì không được. Đúng rồi. Cầu là phải có rùi vào. Không, nó mới chắc bê tông được, nó mới liên kết được bền. Ôi trên này lắm xà đấy. Để sau này chuẩn bị làm nhà là lấy cây này làm đấy đúng không? Thế này không đủ đâu làm nhà. Cái này ít. Nhưng mà nhà này là to rồi nhỉ. Nhà này bây giờ xây lên là xây vách lên hết là thế này là quá đảm bảo rồi. Nhà đẹp rồi, kiên cố. Nhà này em làm đâu chưa? Cái này cũng làm được gần 20 năm. Gần 20 năm rồi cả. Thế là cũng lâu ấy nhỉ. 17 18 năm. Bởi vì từ trước kia là năm 2000 kia xuống đây là mới làm. Trước chỗ Đán Dầu đây. Xong là chuyển xuống đây là làm luôn ở đây. Tất cả là dân Đán Dầu là trước kia là ở đây là chuyển lên trên kia hết mà. Vì trước là Hà Sơn xuống đây, đất ở dưới này ít quá. Xong lại bên xong lại chuyển lên đấy. Không đủ canh tác này, họ lại lên trên đấy. Trước là Đán Dầu 2 chuyển xuống đúng không? Đán Dầu 2 cũng chuyển xuống đây hết mà. Đấy, xong là đất ít quá. Không đất chật quá. Là chuyển lên trên Đán Dầu 1. Thì trước kia cũng ở Đán Dầu 1 thôi. Đán Dầu 2, Đán Dầu 1 nó cũng xuống đây hết. Trước kia là có bao coi như là Hạ Sơn đấy nhà. Hạ Sơn đấy. Như là khởi nụ, khởi niên. Đất ít quá không đủ canh tác nhưng là bà con em lên trên kia hết. Em là lấy vợ được mấy năm rồi? Đây ảnh cưới đây đúng không? Vâng. Em lấy vợ được gần 2 năm. Gần 2 năm rồi. Năm nay là 2 năm. Đây thằng cò đây phải không? Vâng, cún. Cún à? Tưởng cò. Ui sao nhìn giống cò thế? Cứ tưởng là cò cơ, hóa ra là cún. Anh uống nước anh. Nè, cái mặt này chỉ kìa. Bây giờ đi đâu đi? Sáng nay xuống bò đi. Nó biết đi chưa? Mới biết bò đâu phải không? Đi được mấy bước rồi đấy. Nhưng mà chưa dám đi mấy đâu. Đáng yêu ngoan nhỉ. Cười nhỉ, cười lên. Mà ê dạ, ôi dồi ôi, sao cằm đen xì thế kia. Không, nó bội, nó bị à, bôi thuốc tím vào cho nó à. Thuốc tím vào, cho nó lợn một tí. Bôi vào cho nó cẩn thận, chắc chân tay miệng đấy. Cẩn thận nha. Mà ngoan mà nhỉ. Cẩn thận nha, cầm cầm nó chắc nhá, còn tí nó ngã xuống ghế kia. Cầm ở đây nó mới bám chắc.
Thôi nhờ thế bây giờ anh em mình xuống nhá. Vâng. Đấy, lên để cho biết nhà thôi nhá. Tiện thể quay cho mọi người xem. Thôi, đi. Anh em mình lại xuống nhà anh trưởng thôn ăn cơm. Thì cả em đây cũng xuống ăn cơm đấy luôn. Em về đây anh ơi. Em chào anh nhá. Đấy, ngô nhà em đấy này. Ừ, ôi dồi, ngô nhiều thế, hơn chục bao. Chục bao to ấy, nhá. Thế ngô xong là phơi khô để vào đây à? Vâng. Để vào với lót như kia vào. Nấu cám lợn đấy nhờ. Không là không lót như lòng kia là nó mọt đúng không? Mấy tháng là nó mọt hết. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ đi nhà anh Quyển nhá, anh trưởng thôn đấy. Đi sang để ăn cơm luôn. Đấy, nhà em đấy cũng ngay gần mặt đường luôn. Gần đường to. Hơi leo cái dốc này lên một tí thôi. Đấy, mới là trời mưa đường thôi nhá, xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại nhá. Bây giờ mình sang nhà anh trưởng quán cơm đây.